Hello chị bà con mình nha. Mới đi hấp tóc về, nhìn cho trẻ chứ. Bữa giờ để đầu kia nhìn già quá. Bây giờ thì em đang ở trong cái bãi xe của anh em. Cái chỗ mà em hay thường dọn xe á anh chị. Ở dưới Bến Tre nè. Mới còn mấy em xe dọn tới đâu, bây giờ chạy về tìm. Em là Thịnh Bến Tre, tại bữa giờ cũng nhiều anh em sao em bán xe mà sao có nhiều anh em hỏi á. Thịnh mày ở đâu vậy? Thì em nói luôn em ở thành phố Bến Tre nha. Chuyên thu mua tất cả các dòng ô tô cũ. Xe cỏ, xe lướt, xe xịn gì cũng được ha. Giá nào hợp lý thì mua thôi. Hiện tại thì em đang lái trên mình là em Camry ha. Camry đời 2008 nhập Úc. Xe đẹp lắm anh chị. Để em quay một vòng cho anh chị mình nhìn nha. Đây là anh chị ha, đẹp không? Xe này thì đẹp tuyệt vời rồi. Phom dáng đẹp, chạy rất là đầm chắc, máy số im, tự động, cửa nắp. Dòng này thì nhập Úc 2008, em này mình bán 420 mấy triệu. Xe thì mình đang rút hồ sơ, hiện tại mình chạy xe này không biển số. Không có biển số, chạy sớm giờ. Anh em khu vực mình có biết ai mà bán xe cũ á, hoặc là mua gì đó thì cứ giới thiệu em gửi hoa hồng cao cho nha. Vẫn có bên mình thì vẫn có cầm xe nha anh chị nha. Anh chị em nào có nhu cầu mua xe bên mình rồi mà kẹt tiền muốn bán lại, mà không muốn bán muốn cầm thì em cũng có cầm luôn ha. Đó, sao cũng được. Rồi, thôi kết thúc video tại đây. Chúc anh chị em bà con mình khi xem clip thật là vui, thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài nha. Cảm ơn anh em nhiều.